Đây là một em ruột răng. Và nói chung là hôm nay cũng là một tin khá là buồn. Đây, mọi người có thể xem qua. Đây là mình phát hiện ra thì hai vết vỡ rất là lớn trên mai con rùa. Đây mình có bôi tạm một ít thuốc rồi. Rất là thương ạ. Nói chung là không hiểu lý do vì sao luôn. Chuồng thì kín. Mặt. Nói chung là rất là thương nhìn như thế. Đây là em rùa răng. Có tên gọi là rùa răng. Là rùa của Việt Nam. Nó sống trên cạn dưới nước. Nhưng mà nhà mình nuôi là cũng rất thích là lúc nào cũng ở dưới nước rồi. Em rất to, béo, em này em cái. Mắt kìa, mắt nhô ra. Ôi trời ơi, rùa. Da trắng nõn. Béo. Cái này vừa mới bị thôi, vừa mới bị tối hôm qua. Ôi hai vết không biết phải chuột không hay là gì đây. Cũng không có bị cái gì rơi vào. Này mình chỉ nghi là chuột thôi. Nhưng mà chuột sao lại cắn được ở đây? Phải cắn góc cắn ấy chứ. Nói chung là có lẽ là đây là một vết sẹo nhớ đời. Mọi người phải tìm ra nguyên nhân để còn khắc phục thôi chứ. Không loanh quanh. Mấy khu nuôi mà bị này thì chết. Từ hồi về đây nuôi là cũng phải gần 2 năm rồi. 2 năm rồi, giờ mới bị một trường hợp như này. Hoa dầm bụt. Đấy. Rất là khỏe nhá, chân này. Do là sống ở dưới nước nhiều nên chân này, màng kìa. Màng như màng chân vịt luôn. Đấy, bơi. Đấy, mọi người nhìn kỹ chân kìa. Đó. Màng luôn nha, màng luôn, bơi nhanh lắm. Dưới nước bơi nhanh lắm. Đấy. Chân, bốn chân đều có. Đặc điểm của loài này là chủ yếu là ăn rau thôi, vẫn là ăn chay. Nhưng mà